Kính thưa quý vị, Tổng thống Obama trao tặng huân chương nhân văn và nghệ thuật Tin Từ Hoa Thịnh Đốn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trao tặng giải thưởng huân chương quốc gia của nghệ thuật và nhân văn cho một số người được vinh danh tại Tòa Bạch Ốc. Bao gồm trong danh sách của những người lãnh nhận đã là nữ danh ca từng thắng giải Grammy Linda Ronstadt, cũng như giám đốc điều hành hãng phim DreamWorks Animation Jeffrey Katzenberg. Tổng thống Obama nói trong buổi lễ trao giải rằng sự đóng góp của những người được vinh danh rất quan trọng đối với mọi cá nhân và cho người Mỹ nói chung. Ông nói họ được tôn vinh trong ngày này vì thành tích mà họ đạt được đã tạo sự phong phú trong cuộc sống và nói lên những ưu điểm về người Mỹ cũng như quốc gia Hoa Kỳ. Huân chương nghệ thuật quốc gia là giải thưởng cao quý nhất trao tặng bởi chính phủ Hoa Kỳ cho các nghệ sĩ đã góp phần vào văn hóa của đất nước.